tiếp xúc cử tri phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi khẳng định các vấn đề mà cử tri nêu lên đều quan trọng, thiết thực, giúp Quốc hội và các cấp lãnh đạo làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Nhật Bản đứng thứ 2 trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đến đầu tư tại Bình Dương với tổng vốn đầu tư gần 6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15% tổng vốn đầu tư vào tỉnh. Bình Dương phấn đấu đến năm 2025, 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường, 100% các khu dân cư, khu nhà ở mới xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung. Tin thế giới, Cộng hòa Dân chủ Congo đã báo cáo hơn 4.500 trường hợp nghi mắc đậu mùa khỉ và gần 300 trường hợp tử vong kể từ tháng 1 đến nay. Xin chào quý vị, vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tối nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 5. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thông báo với cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đến nay. Theo đó, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội và dự kiến bế mạc vào ngày 28 tháng 6. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 11 dự án luật, đồng thời thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn về những vấn đề được cử tri quan tâm và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Cử tri phường Phú Hòa đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm làm việc của các đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng thời nêu lên một số kiến nghị như cần có sự công bằng trong quy định về luật giao thông, cụ thể là trừ điểm người vi phạm thì phải cộng điểm đối với người thực hiện tốt luật, nghiêm túc xử phạt xe container chạy lấn sang làn đường của xe hai bánh, chậm trễ thi công suối Lò Nhang, tình trạng mất điện vào ban đêm gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, cử tri phản ánh sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 có nhiều lỗi sai nên mong muốn đại biểu Quốc hội kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, rà soát, chỉnh sửa, không để ảnh hưởng đến kiến thức của thế hệ trẻ. Ngoài ra, cử tri đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm đến việc cây xanh bị cắt tỉa một cách cẩu thả gây mất mỹ quan đô thị thành phố. Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định các vấn đề mà cử tri nêu lên đều quan trọng, thiết thực, giúp Quốc hội và các cấp lãnh đạo làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Ông Nguyễn Văn Lợi thông tin ngắn gọn tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của cả nước và của Bình Dương trong 4 tháng đầu năm 2024, đồng thời kêu gọi tinh thần đoàn kết toàn dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng để cùng nhau hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Sáng nay, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương và các đại biểu Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Dĩ An, thành phố Dĩ An trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Dĩ An kiến nghị các ngành, các cấp xem xét tháo gỡ khó khăn, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã mua nhà, mua đất tại chung cư Hoàng Long, khu dân cư đường sắt 3, khu phố Thống Nhất 1. Đề nghị tăng cường tuyến xe buýt công cộng trên địa bàn thành phố để người dân có thể đi lại thuận tiện hơn. Cử tri phản ánh khu dân cư Thành Lễ đến nay đã 27 năm khai thác sử dụng nên cơ sở hạ tầng đã xuống cấp. Tuy nhiên, khu dân cư này hiện chưa bàn giao về địa phương quản lý. Cử tri đề nghị địa phương có hướng giải quyết để đảm bảo môi trường sống của người dân được tốt hơn. Cử tri phường Dĩ An cũng phản ánh tình trạng mất điện liên tục những ngày qua, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đề nghị sửa sang gạch lát công viên Nguyễn An Ninh do một số vị trí đã bị bong tróc. Đề nghị tăng cường xử lý các hành vi sử dụng hành lang đường bộ trái phép gây mất an toàn giao thông và trật tự đô thị. Các ý kiến của cử tri phường Dĩ An đã được đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời và ghi nhận, tạo sự đồng tình thống nhất của cử tri. Thưa quý vị, hơn 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam, Nhật Bản, quan hệ hợp tác giữa Bình Dương với các đối tác Nhật Bản cũng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả. Nhật Bản đã trở thành một trong những đối tác tin cậy quan trọng hàng đầu trên nhiều lĩnh vực của Bình Dương. Với sự tương đồng trên nền tảng văn hóa Đông Á và sự phù hợp mô hình phát triển kinh tế, từ năm 2014, tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, đúng như mục tiêu hướng đến. Trong những năm qua,
tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi đã tích cực thực hiện nhiều hoạt động giao lưu hợp tác, trở thành hình mẫu trong hợp tác địa phương giữa Việt Nam và Nhật Bản. Kể từ thời điểm ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giúp đỡ lẫn nhau, cho thấy sự gắn bó hết sức đặc biệt giữa hai địa phương. Chúng tôi sẽ luôn vun đắp cho tình đoàn kết hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương phát triển lên tầm cao mới, đóng góp chung vào sự phát triển của hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Tiếp tục phát huy cái kết quả đạt được trong suốt thời gian qua, đồng thời phát huy truyền thống hợp tác, tin tưởng lẫn nhau, thì tôi tin rằng là Bình Dương, Yamaguchi và các đối tác thì tiếp tục thắt chặt cái mối quan hệ và đem lại nhiều cái hiệu quả thiết thực, và đó góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chúng tôi thật tâm mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác sâu rộng từ các địa phương, đối tác Nhật Bản. Tỉnh Bình Dương luôn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư. Hãy đến với Bình Dương để cùng với chúng tôi gặt hái thành công. Từ sự kết nối của chính quyền tỉnh Bình Dương và các địa phương, đối tác Nhật Bản đã tạo ấn tượng tốt đẹp, đưa dòng vốn đầu tư Nhật Bản vào Bình Dương ngày càng nhiều hơn. Hiện Nhật Bản đứng thứ hai trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đến đầu tư tại Bình Dương, với tổng vốn đầu tư gần 6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15% tổng vốn đầu tư vào tỉnh. Nhiều thương hiệu lớn của Nhật Bản đều có dự án tại Bình Dương, đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Các doanh nghiệp Nhật Bản luôn ủng hộ định hướng đổi mới thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao của Bình Dương. Khi quyết định chọn lựa khu vực này để đầu tư xây dựng nhà máy tại Bình Dương là do chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền địa phương. Một yếu tố quan trọng khác là cơ sở hạ tầng hiện đang được đánh giá cao. Đặc biệt, việc tuyển dụng những nhân viên tài năng và ưu tú đã góp phần làm cho dự án này trở nên thành công, và chúng tôi rất hài lòng với khoản đầu tư này tại Bình Dương. Nhật Bản đang là nhà đầu tư chiến lược của tỉnh Bình Dương. Các hoạt động xúc tiến đầu tư ở thị trường này luôn được tỉnh quan tâm, không chỉ trọng tâm vào hợp tác kinh tế, mà các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao cũng được triển khai lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống Nhật Bản-Bình Dương. Nhu cầu tuyển dụng lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn đang duy trì ở mức cao. Để ổn định cung cầu thị trường lao động, các cấp ngành, tổ chức công đoàn đang đẩy mạnh kết nối giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, đáp ứng yêu cầu phục hồi phát triển sản xuất của doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu công nghiệp Bến Cát vào khoảng hơn 10.000 người. Trong đó, nhiều đơn vị vẫn đang duy trì tuyển dụng xuyên suốt ở các vị trí việc làm. Để hỗ trợ doanh nghiệp, công đoàn cấp trên cơ sở đã và đang tăng cường kết nối thông tin việc làm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động tìm đến nhau. Chúng tôi cũng đã thống kê các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động để gửi về Liên đoàn lao động tỉnh. Liên đoàn lao động tỉnh cũng đã chia sẻ thông tin này đến các Liên đoàn lao động các tỉnh bạn để nhờ hỗ trợ giới thiệu việc làm đến Bến Cát. Đồng thời, chúng tôi phối hợp với Ủy ban dân Bến Cát chuẩn bị tổ chức cái phiên giao dịch việc làm trên địa bàn để kết nối giữa người sử dụng lao động với người lao động. Tình hình thị trường lao động đang chuyển biến tích cực khi nhiều doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ, chủ động tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ước tính trong 4 tháng đầu năm 2024, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khoảng hơn 30.000 người ở các vị trí việc làm. Cùng với chính sách tuyển dụng từ phía doanh nghiệp, các trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh cũng chủ động các giải pháp kết nối cung cầu lao động, tăng cường liên kết cung ứng lao động với các địa phương, kịp thời đưa thông tin tuyển dụng đến người lao động có nhu cầu tìm việc làm. Đến nay đã có hơn 12.000 lao động được giới thiệu, tìm được việc làm ổn định. Hiện tại thì trung tâm kết nối với các trung tâm của các tỉnh, chủ yếu là các tỉnh Tây Nguyên và một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời cũng có kết nối một vài tỉnh miền Trung. Các tỉnh cũng đã tiếp nhận thông tin tuyển dụng của Bình Dương thông qua trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương và sẽ tuyên truyền các thông tin tuyển dụng này đến người lao động để người lao động biết và có thể đến Bình Dương để làm việc. Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng công nhân cho thấy sự khởi sắc của thị trường lao động. Nếu kết nối tốt cung cầu thị trường, sẽ góp phần đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, tạo điều kiện để doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất. Sáng nay, thành phố Thủ Dầu Một tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng nhà giáo ưu tú, học sinh giỏi, giáo viên giỏi đạt thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong năm học 2023-2024, các đơn vị trường học và phòng giáo dục và đào tạo thành phố
đã tổ chức các cuộc thi cấp trường và cấp thành phố, đã đạt được nhiều thành tích cao ở các cuộc thi cấp tỉnh. Kết quả thành phố có 10 nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, 7 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc trung học cơ sở. Tại cuộc thi khoa học kỹ thuật có 4 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh, 1 sản phẩm đạt giải tư cấp quốc gia. Tại cuộc thi học sinh giỏi Olympic lớp 9, cấp tỉnh đạt 149 giải, tăng 21 giải so với năm học trước và xếp hạng nhất toàn đoàn cấp tỉnh. Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nên ở các cuộc thi học sinh giỏi toán, giải thưởng Lương Thế Vinh, học sinh giỏi văn, giải thưởng Sao Khuê, hội khỏe phụ đồng cấp tỉnh, thầy và trò các trường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một đều đạt thành tích khá cao. Tại hội nghị, thành phố đã trao danh hiệu nhà giáo ưu tú của Chủ tịch nước cho 10 giáo viên, trao giấy khen của Ủy ban Nhân dân thành phố cho 43 cá nhân có thành tích xuất sắc, đạt giải thưởng cao tại các hội thi, phong trào hoạt động công tác năm học 2023-2024. Hưởng ứng phát động của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh tích cực tổ chức ngày hội STEAM với nhiều hoạt động vui tươi, hấp dẫn. Qua ngày hội, các em học sinh có nhiều trải nghiệm đáng nhớ trước khi năm học kết thúc, đồng thời kích thích khả năng tìm tòi, sáng tạo, khám phá và nghiên cứu khoa học ngay từ lứa tuổi mầm non. Ngày hội STEAM tại trường tiểu học Bình Chuẩn 3 vừa được tổ chức mới đây. Tham gia ngày hội, học sinh thích thú trải nghiệm các hoạt động như làm móc khóa bằng đất sét, trang trí heo đất, xe ô tô chạy bằng bong bóng, thực hiện sản phẩm STEAM bằng vật liệu tái chế. Ở mỗi hoạt động, các em chăm chú nghe hướng dẫn rồi tập trung làm theo. Khi sản phẩm được hoàn chỉnh, các em vỡ òa niềm vui và có thêm nhiều kiến thức bổ ích về cuộc sống. Trong tất cả các mô hình khen của khối 1, em thích nhất là mô hình cái đồng hồ của em. Cái đồng hồ này gồm có mặt đồng hồ, các số từ 1 đến 12, kim ngắn, kim dài và đế đồng hồ. Để làm được cái đồng hồ như này, em cần chuẩn bị một số đồ dùng dễ tìm như bìa cà tông, vỏ chai nước suối, que kem, màu nước, súng bắn keo và keo nới. Mô hình này giúp em học toán giỏi hơn và tốt hơn. Em cùng các bạn tham gia cái ngày hội STEM do trường tổ chức thì em cảm thấy vô cùng vui tại vì em có thể cùng các bạn tạo ra những cái sản phẩm theo ý thích. Em cũng rất là mong nhà trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để cho các em có thể có dịp vui chơi và trải nghiệm. Các bạn trong lớp em đã làm những ngôi nhà mơ ước và những chú mèo thực sinh và làm từ các bìa cắt tông và hộp sữa đã qua sử dụng. Em nghĩ điều này góp phần đóng góp to lớn về bảo vệ môi trường. Với mong muốn tạo ra một sân chơi khoa học bổ ích và lý thú, ngày hội STEAM được Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương chính thức phát động từ cuối tháng 3 năm 2024. Đến nay gần như 100% trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện. Tùy vào đặc thù từng trường mà nội dung của ngày hội khác nhau. Tuy nhiên, các hoạt động của ngày hội đều hướng đến tiêu chí đơn giản, gần gũi, dễ thực hiện và có tính ứng dụng vào học tập hoặc đời sống hàng ngày của học sinh. Mô hình là sự cụ thể hóa mục tiêu trọng tâm của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đó là lấy học sinh làm trung tâm, giúp học sinh phát triển kiến thức, kỹ năng một cách toàn diện, đồng thời thay đổi quan điểm về giáo dục STEAM. Đối với hoạt động STEAM này thì các trường ở trong tỉnh thực hiện các hoạt động ví dụ như là tích hợp trong các môn học. Thứ hai là có thể thực hiện trong một số môn học khơi dậy cái niềm đam mê sáng tạo về khoa học, toán học, kỹ thuật và mỹ thuật cho các em. Qua cái ngày hội STEAM này sẽ giúp cho các em sáng tạo được những cái sản phẩm bằng vật liệu tái chế. Qua đó thì các em học sinh biết được cách là quý trọng cái công sức lao động của mọi người, góp phần trong cái tương lai sau này thì các em có phát triển được cái năng lực của mình. Từ hiệu quả của ngày hội STEAM ở cấp tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương dự kiến nhân rộng mô hình ở bậc mầm non và trung học cơ sở, trung học phổ thông trong năm học tới. Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 có chủ đề đảm bảo cấp nước sạch an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hưởng ứng tuần lễ, tỉnh Bình Dương triển khai nhiều hoạt động thiết thực từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 năm 2024 với mục đích là nâng cao nhận thức của người dân về đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường, hướng tới bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Là địa phương đầu tiên trong cả nước lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, Bình Dương đang dần kiểm soát được chất lượng nước thải ra môi trường theo đúng kế hoạch đề ra.
Đến nay, Bình Dương đã quản lý, kiểm soát chất lượng 80-90% nguồn nước thải trên địa bàn của tỉnh. Trước áp lực gia tăng từ phát triển kinh tế xã hội, Bình Dương thời gian qua đã quan tâm và đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ môi trường để đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Đến nay, Bình Dương đầu tư số tiền lên đến 64,5 tỷ đồng cho công tác giám sát nước thải, bảo vệ môi trường. Đây được xem là một bước đi đúng hướng của Bình Dương trong bối cảnh cả tỉnh có 28 khu công nghiệp tập trung và nhiều doanh nghiệp lớn, có lượng xả thải cực cao, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường vô cùng lớn nếu không được kiểm soát, giám sát chặt chẽ. Đối với tỉnh Bình Dương thì từ năm 2011 cho đến nay thì cho đến thời điểm hiện nay tỉnh đã kiểm soát được, giám sát theo dõi liên tục và tự động được là gần 110 cái nguồn nước thải có lưu lượng lớn trên toàn tỉnh và 39 nguồn khí thải có cái lưu lượng xả thải trên 20.000 mét khối trên một giờ. Toàn bộ cái hệ thống quan trắc này thì đã kiểm soát được gần 80-90% cái lưu lượng xả thải về công nghiệp trên toàn tỉnh, đã góp phần cho cái công tác quản lý nhà nước nó được hiệu quả hơn và tăng cường hơn nữa về cái trách nhiệm của doanh nghiệp trong cái việc giám sát cái việc xả thải của mình thông qua cái hệ thống này. Qua triển khai không chỉ vận hành hiệu quả hệ thống quan trắc nước thải tự động, các chủ đầu tư khu công nghiệp và doanh nghiệp đã chú trọng hơn công tác vận hành xử lý nước thải, tình trạng xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường giảm đáng kể so với thời gian trước khi có hệ thống quan trắc nước thải tự động. Tỷ lệ xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi xả thải ra môi trường nâng cao đáng kể, từ 61% trước khi có hệ thống quan trắc nước thải tự động đã lên đến 92% ở thời điểm hiện nay. Hiện nay thì cũng tiếp nhận được khoảng 18.000 mét khối ngày đêm về xử lý. Thì qua cái hệ thống thì phía sau xử lý thì chúng tôi có hệ thống quan trắc tự động online, thì hệ thống này giúp cho đơn vị cũng là kiểm soát được chất lượng nước 24/24. Ngoài ra thì cũng có hệ thống camera giám sát để mình có thể theo dõi được trực tiếp cái chất lượng nước của mình, để giám sát luôn cái hệ thống online nó có hoạt động ổn định tốt hay không. Qua một cái thời gian thực hiện thì cho đến trước đây ấy, khi mà mới bắt đầu thì doanh nghiệp họ thực hiện với một cái tinh thần là bị ép buộc phải làm. Tuy nhiên thì qua một cái thời gian thì chính bản thân doanh nghiệp họ cũng thấy được cái hiệu quả của cái hệ thống này, giúp cho họ phát hiện sớm được các cái vấn đề trong cái quá trình vận hành cái hệ thống xử lý nước thải khí thải của họ để mà họ khắc phục ngay. Bình Dương phấn đấu đến năm 2025, 100% các dự án đầu tư mới trước khi đi vào hoạt động có hệ thống xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường. 100% các khu dân cư, khu nhà ở mới xây dựng, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung. Qua đó sẽ nâng cao các chất lượng nguồn nước, các sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và chất lượng cuộc sống của người dân. Một cơn mưa giải nhiệt xuất hiện tại Bình Dương vào chiều qua và sáng sớm nay 4 tháng 5 đã mang lại sự nhẹ nhõm cho người dân sau thời gian dài chịu đựng nắng nóng gay gắt. Theo ghi nhận tại thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Dĩ An và các vùng phụ cận, cơn mưa vàng kéo dài khoảng 10 đến 15 phút. Cơn mưa này cũng làm giảm bớt lo âu của những người trồng hoa màu trong khu vực. Cây cối được cứu sống sau những ngày tháng khá nóng bức tại vùng Đông Nam Bộ. Dự báo những ngày tới tại Bình Dương và các vùng phụ cận vẫn duy trì nền nhiệt độ cao. Tuy nhiên, loạt mưa chuyển mùa dự kiến sẽ xuất hiện, hứa hẹn mang đến trạng thái thời tiết dễ chịu hơn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều tối và đêm nay 4 tháng 5, Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa có thể trên 70mm. Trước khi đón mưa dông, hôm nay Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên hôm nay có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 34 đến 35 độ. Dự báo từ ngày mai 5 tháng 5, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Quý khán giả đang xem chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Dương. Bây giờ là những thông tin quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Hungary mới đây đã chỉ trích gói viện trợ khổng lồ 100 tỷ đô la Mỹ sắp tới của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO dành cho Ukraine và cho rằng viện trợ chỉ làm tăng thêm đau khổ, chết chóc và hủy diệt. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Hungary nhấn mạnh giải pháp chỉ có thể được tìm thấy trên bàn đàm phán.
Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đưa ra đề xuất rằng tất cả 32 quốc gia thành viên NATO nên đóng góp tài chính cho gói viện trợ 100 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Khoản viện trợ này sẽ được chia trong 5 năm. Theo các nhà ngoại giao, một thỏa thuận có thể đạt được trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo NATO tại Mỹ vào tháng 7 tới. Thêm một quốc gia nữa vừa quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vì cuộc xung đột ở Gaza. Bộ Ngoại giao Colombia vừa trao công hàm cho đại sứ Israel tại Bogota về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Như vậy, sao Bolivia, Belize, Colombia đã trở thành quốc gia thứ ba tại Mỹ Latin cắt đứt quan hệ với Israel sau khi xung đột tại dải Gaza bùng phát hồi tháng 10 năm 2023. Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cảnh báo sẽ áp dụng biện pháp cắt đứt quan hệ ngoại giao trong trường hợp Israel không tuân thủ nghị quyết kêu gọi ngừng bắn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở dải Gaza. Chính phủ Israel sau đó tuyên bố không nhượng bộ trước bất kỳ áp lực nào. Hiện Israel chưa đưa ra bình luận nào về quyết định trên của Bogota. Những đợt không kích của Israel trong gần 7 tháng qua đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la, khiến dải Gaza đông đúc trở thành nơi hoang phế. Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc lưu ý dải Gaza sẽ cần khoảng 80 năm để xây dựng lại tất cả các ngôi nhà, tòa nhà đã bị phá hủy một phần hoặc hoàn toàn, theo một kịch bản giả định với tốc độ tái thiết theo xu hướng của một số cuộc xung đột ở Gaza trước đây. Đánh giá của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc đưa ra một loạt dự báo về tác động kinh tế xã hội của cuộc chiến Israel-Hamas dựa trên thời gian của cuộc xung đột đang diễn ra hiện nay. Báo cáo của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc cho biết thêm, trong kịch bản cuộc chiến này kéo dài trong 9 tháng, tỷ lệ nghèo đói có thể tăng từ 38,8% dân số Gaza vào cuối năm 2023 lên 60,7%, đẩy một phần lớn tầng lớp trung lưu xuống dưới mức nghèo khổ. Trong phán quyết mới nhất, Tòa Công lý Tối cao Panama đã cho phép ông Jose Bromulido tiếp tục tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống nước này dự kiến diễn ra vào ngày mai 5 tháng 5 sau khi bác đơn khiếu nại cho rằng ông không đủ tư cách để tranh cử tổng thống. Công lý Tối cao Panama đánh giá đây là thời điểm lịch sử để bảo vệ thể chế và sự hòa hợp trong xã hội, cũng như quyền lựa chọn và ứng cử của người dân Panama. Ông Mulino, 64 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng An ninh, Nội vụ và Tư pháp và Ngoại giao. Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, ứng cử viên tranh cử Mulino hiện đạt tỷ lệ ủng hộ trung bình từ 31 đến 35%. Do lo ngại về virus cúm gia cầm H5N1, Canada đang siết chặt các quy định nhập khẩu đối với bò sữa từ Mỹ. Theo đó, các nhà nhập khẩu bò sữa từ Mỹ của Canada sẽ phải tuân thủ các quy định nhập khẩu như trình kết quả xét nghiệm HPAA âm tính đối với bò sữa đang cho sữa, tiến hành xét nghiệm sữa tại các điểm bán lẻ để phát hiện virus và xét nghiệm tự nguyện đối với những con bò không biểu hiện lâm sàng do nhiễm virus. Tiếp theo là một thông tin cũng liên quan đến vấn đề dịch bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Cộng hòa Dân chủ Congo đã báo cáo hơn 4.500 trường hợp nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ và gần 300 trường hợp tử vong kể từ tháng 1 đến nay, khiến nước này phải ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe liên quan tới dịch bệnh đậu mùa khỉ. WHO cho biết có thể sẽ cần một chiến lược xét nghiệm mới để phát hiện các đột biến của virus gây bệnh đậu mùa khỉ. Tại Đức, hơn 180 lính cứu hỏa đã nỗ lực kiểm soát đám cháy tại một nhà máy công nghệ kim khí ở khu vực phía tây nam thủ đô Berlin. Ngọn lửa bùng phát từ tầng của một nhà máy công nghệ kim khí Dian Metal Application vào khoảng 10 giờ 30 ngày 3 tháng 5 theo giờ địa phương. Công ty chủ quản nhà máy cho biết hiện vẫn còn một lượng hóa chất bên trong tòa nhà nên đã có những lo ngại về hóa chất độc hại trong khói đám cháy. Sở cứu hỏa khu vực Lichterfelde đã công bố một bản đồ đánh dấu các khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, đề nghị người dân nên tránh xa những khu vực này. Ngay cả khi không nhìn thấy khói, các cửa sổ và cửa ra vào vẫn phải đóng, hệ thống thông gió và điều hòa không khí phải tắt. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn chưa được xác định. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.